chúng ta vừa xem lại một năm có thật nhiều biến động của nhân loại. Đại dịch COVID-19 buộc chúng ta phải thay đổi từ trong suy nghĩ đến hành động. Và ngày hôm nay, VNUIS TV số 10 rất hân hạnh được đón tiếp một vị diễn giả đặc biệt. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Phó chủ nhiệm Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề Nhìn lại một năm đặc biệt tại Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin được cảm ơn thầy vì đã nhận lời tham gia chương trình số đặc biệt cuối năm ngày hôm nay. Xin thầy cho biết, trong năm COVID vừa qua, Khoa Quốc tế đã phải thích ứng và thay đổi như thế nào với tình hình dịch bệnh? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đúng như bạn vừa nói, năm 2020, bắt đầu từ cuối năm 2019, đúng là một năm rất là đặc biệt trong lịch sử nhân loại. Bởi vì COVID-19 nó ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động toàn cầu, trong đó có Việt Nam và có Khoa Quốc tế. Thì cách thức mà Khoa Quốc tế thay đổi và ứng phó với dịch bệnh thì cũng giống như là cách thức mà Việt Nam trên phạm vi toàn cầu thay đổi và ứng phó với dịch bệnh và đạt được những thành công. Thì Khoa Quốc tế, toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa đã thay đổi trong cái suy nghĩ, trong cách hành động của mình, thay đổi kế hoạch nhưng mà không thay đổi mục tiêu. Cụ thể, ngay từ rất sớm khi mà có thông tin về dịch bệnh và tính nguy hiểm của dịch bệnh, tính nghiêm trọng của dịch bệnh, thì hoạt động truyền thông của Khoa đã thường xuyên bám sát các cái chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, cũng như là của Đại học Quốc gia để mà truyền thông đến một cách đầy đủ và kịp thời nhất đến tất cả các cán bộ giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó thì truyền thông của Khoa cũng sản xuất các cái ấn phẩm truyền thông để đa dạng hóa trong cái cách truyền thông đến tất cả cán bộ giảng viên sinh viên cũng như là tất cả những người quan tâm đến hoạt động của Khoa. Về hoạt động đào tạo thì có thể nói đây là hoạt động mà tạo nên dấu ấn mạnh nhất của Khoa. Thì ngay từ rất sớm, Khoa đã cho triển khai tập huấn, giảng dạy online, phần mềm MS Team đến tất cả các giảng viên và cài đặt cái phần mềm này cho giảng viên. Và kết quả là Khoa đã triển khai được giảng dạy online cho tất cả các sinh viên trong học kỳ 1, không ảnh hưởng gì đến cái lịch học cũng như là cái chất lượng đào tạo của Khoa. Để mà hỗ trợ cho phần mềm giảng dạy trên online này thì Khoa cũng đã hỗ trợ sinh viên bằng cách giảm một phần học phí cho sinh viên, rồi Khoa hỗ trợ cái gói data cho sinh viên. Thì đấy là những cái hoạt động mà mang tính chất hỗ trợ đối với sinh viên. Ngoài ra thì Khoa cũng cho chuyển tài liệu đến sinh viên, những sinh viên mà khó khăn không tiếp cận được với nguồn tài liệu offline thì Khoa cũng làm việc đó. Thì đấy là về hoạt động đào tạo. Về hoạt động khoa công nghệ thì cũng có thể nói là năm 2020 là năm thành công vượt bậc của Khoa. Các cán bộ, các nhà khoa học của Khoa đã tham gia và hoàn thành xuất sắc cái đề tài khoa học cấp nhà nước, rồi cấp đại học quốc gia và các đề tài cấp cơ sở. Đặc biệt, số công bố quốc tế trên các tạp chí ISI Scopus của Khoa tăng lên rất là nhiều so với năm trước. Đến cuối năm là có 48 công bố trên ISI Scopus và Khoa Quốc tế đã đạt được cái vị trí thứ tư trong toàn thể đại học quốc gia về công bố quốc tế. Bên cạnh các hoạt động đó thì hoạt động tuyển sinh cũng là hoạt động mà có những thành công. Năm 2020 là năm mà tuyển sinh của Khoa là đông nhất từ trước đến bây giờ và đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, cũng nhờ Khoa thay đổi cách truyền thông tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh online kết hợp với offline trong giai đoạn đó. Về hoạt động cơ sở vật chất thì mặc dù là có một giai đoạn học online nhưng mà cái chất lượng cơ sở vật chất của Khoa cũng vẫn được duy trì. Về tài chính thì thu nhập của cán bộ giảng viên của Khoa trong năm vừa rồi là được tăng lên, không những không suy giảm mà còn tăng lên. Khoa cũng tuyển dụng thêm nhiều nhà khoa học giỏi, các giảng viên có uy tín về làm việc cho Khoa trong năm 2020. Thì đấy là những hoạt động, những thành tích ấn tượng của Khoa trong năm 2020. Vâng, vậy thì với những chia sẻ như vừa rồi của thầy, có thể nói rằng Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm vừa qua là một năm cũng có rất nhiều thành công đúng không ạ? Vậy thì yếu tố nào là yếu tố đóng góp vào sự thành công ấy, theo thầy là quan trọng nhất ạ? Vâng, theo tôi là không có thành công nào mà đến một cách tự nhiên cả. Để có được những thành công thì theo tôi
điều quan trọng nhất đấy là sự đoàn kết nhất trí trong đảng ủy, trong ban chỉ đạo khoa và trong lãnh đạo các đơn vị. Yếu tố thứ hai đấy là sự nỗ lực quyết tâm và đặc biệt là sự sáng tạo của toàn bộ cán bộ giảng viên trong các cái giải pháp để mà chuyển đổi cái mô hình đào tạo, chuyển đổi cái cách thức đào tạo cũng như là phục vụ sinh viên. Và thứ ba tôi đánh giá là sự chia sẻ cũng như nỗ lực quyết tâm của các em sinh viên. Thì ba yếu tố thì nó đều thuộc vào con người. Vậy như vậy thì dịch bệnh COVID-19 hình như là cũng không thể nào cản bước phát triển của khoa quốc tế đúng không ạ? Vậy thì thầy có thể chia sẻ cho khán giả của VNU ISTV số 10 về những kế hoạch trong năm hoạt động tiếp theo năm 2021 của khoa quốc tế được không ạ? Đúng vậy. Dịch bệnh thì như tôi đã đề cập không làm thay đổi cái mục tiêu kế hoạch nhưng mà thay đổi các cái cách thức để mà thực hiện kế hoạch một cách sáng tạo hơn và có khi là đi đến kết quả nhanh hơn. Thế trong năm 2021 này thì khoa sẽ tập trung vào những cái điểm chính sau đây. Thứ nhất là hoàn thiện cái mô hình trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện nay đang là khoa nhưng mà sắp tới là nâng lên là trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng với đó là quá trình đưa hệ thống công nghệ thông tin vào trong tất cả các hoạt động của khoa, từ quản lý đào tạo, quản lý nhân sự cho đến tiền lương, cho đến cơ sở vật chất, vân vân, để mà giảm thiểu các cái hoạt động có tính chất giấy tờ. Thứ ba là khoa tiếp tục tăng cường cái đội ngũ, tuyển thêm các nhà khoa học, các giảng viên giỏi để mà nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học. Về khoa học công nghệ thì khoa tiếp tục phát triển các cái nhóm khoa học, nhóm nghiên cứu mạnh ở cấp khoa và nâng 1-2 nhóm lên nhóm nghiên cứu mạnh ở cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì đấy là những điểm chính. Ngoài ra thì tôi nghĩ là còn một điểm nữa, nó cũng nằm trong đổi mới hoạt động đào tạo của Đại học Quốc gia cũng như của khoa quốc tế. Đây là nếu như dịch bệnh còn có tiếp tục phức tạp, gây khó khăn cho việc chúng ta mời các giảng viên nước ngoài sang ấy, thì trong khi chúng ta vẫn phải bảo đảm ghi hàm lượng giảng dạy của giáo viên nước ngoài, thì khoa sẽ đưa một hình thức mới vào đào tạo, tức là sinh viên vẫn tập hợp học tại khoa, trong khi đó thì giảng viên sẽ giảng dạy thông qua ghi online và sinh viên sẽ có giáo viên trợ giảng trực tiếp ở đây. Thế thì để làm được điều đó thì khoa cũng phải tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng những điều đó. Vâng, xin trân trọng cảm ơn thầy vì những chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, vậy thì qua số VNUIS TV đặc biệt cuối năm lần này thì thầy có muốn gửi tới cán bộ giảng viên của khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội những lời chia sẻ vào dịp cuối năm được không ạ? Vâng, tất nhiên rồi. Đầu tiên thì thay mặt cho lãnh đạo khoa, tôi muốn gửi tới toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa lời cảm ơn chân thành vì những nỗ lực của các bạn, các em trong thời gian vừa qua để khoa có những thành tựu như vừa rồi. Bước sang năm mới, năm 2021, tôi xin chúc cho toàn thể cán bộ, giảng viên của khoa cũng như các em sinh viên thật dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng ứng phó với các những điểm không lường trước của dịch bệnh và của các cái yếu tố môi trường trong thời gian tới để đạt được những thành công mới. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy. Vâng, như vậy quý vị và các bạn vừa theo dõi VNUIS TV số 10, số cuối cùng của năm 2020. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị và các bạn vì đã đồng hành và theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng sự đồng hành, theo dõi và ủng hộ ấy của quý vị sẽ cùng chúng tôi phát triển VNUIS TV trong những số tiếp theo của năm 2021. Xin kính chúc quý vị và gia đình có một năm mới an khang, hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và thành công.